Đường hầm hàng thế kỷ ở thác Niagara tại Canada sắp được ra mắt. Một đường hầm cũ có tuổi đời hàng ngàn thế kỷ tại thác Niagara ở Canada sắp mở cửa để đón các du khách đến tham quan những khung cảnh chưa từng thấy về địa điểm này. Đường hầm trải dài từ trạm điện Niagara Park, nhà máy điện chính đầu tiên ở thác Niagara. Đường hầm trên cung cấp cho du khách một đài quan sát độc đáo để chiêm ngưỡng vẻ hùng vĩ của thác. Du khách sẽ đi xuống khoảng 55m trong thang máy bằng kính để đến khu vực nhà máy điện cũ, Trước khi đi bộ qua đường hầm đến đài quan sát để tận hưởng tiếng gầm của thác Niagara, giám đốc Niagara Pass Kim Vina chia sẻ: Đây là một đường hầm dài 670m, vì vậy du khách sẽ đi thang máy bằng kính xuống độ cao 55m xuống phía dưới vào hố bánh xe và sau đó ra khỏi đường hầm và quan sát cảnh đẹp. Đi thêm khoảng 20m ra sau Niagara, chúng ta sẽ có được những khung cảnh mới ngoạn mục hơn nữa về thác Niagara. Trong khoảng một thế kỷ qua, công ty điện lực Niagara của Canada đã tạo ra điện tại địa điểm này bằng cách sử dụng các tuabin khổng lồ và các kỹ thuật kỳ công của nó. Theo thông tin nhận được vào cuối tuần này, tức là đầu tháng 7, đường hầm chắc chắn sẽ hoàn thành ở phần cuối đường.